dặn thế cái này lấy đi. Em ở bên xã. Cô Ninh ở đâu ấy? Em nghe không hiểu đâu. Hát ở xã em anh khen rồi. Không ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ đúng à? Mẹ làm gì mà xem cho chú đấy, mẹ còn dục về cơ. Đi vào chị Quỳnh là sắp hết rồi đấy. Không là lạc đi ấy. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Xuân Long Phục Xuân Vầy qua sự thể hiện của song ca Thu Hương, Vương Yêm. Lời bài hát cũng là lời mà những người tổ chức chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt trong chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đi cùng với chị nha, tí là đứng ở cạnh cái sạp kia nha. Cạnh cái sạp kia.
Kính thưa quý vị, chương trình Đêm Giao Lưu Văn Nghệ mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của xã Bắc Thủy sẽ được kết thúc ở đây. Mời bạn đứng lâu. Nhìn lên không chỉ cái ấy đấy.